Vâng, chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại với video của kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và trên đây thì bên cơ sở vừa phun sân BU và hoàn thiện xong cho đôi lục bình đục từ quý chất liệu gỗ xà cừ. Và hàng này thì bên cơ sở làm theo yêu cầu của anh Tuyên ở Phổ Yên, Thái Nguyên, và anh đã liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở để đặt mua cho đôi lục bình có chiều cao 1m60 và đường kính 43 đục từ quý cổ mới, hàng đẹp, phun sơn theo màu yêu cầu của anh, màu vàng. Vâng ạ. Và bên cơ sở đã làm xong và chuẩn bị bàn giao và cho lên xe để giao giả. Và trước khi đi thì muốn gửi tới tất cả mọi người được chiêm ngưỡng về cặp lục bình gỗ xà cừ có chiều cao 1m60 đường kính 43 trên đây. Vâng ạ, hàng phun sơn màu vàng cực kỳ là đẹp và bóng mượt. Hàng không tí vết, cực kỳ là đẹp. Vâng. Và hiện tại thì bên cơ sở đang sẵn rất chi là nhiều cặp lục bình có chiều cao khác nhau. Và nếu như có quý vị anh chị nào cần đặt mua về sản phẩm lục bình gỗ xà cừ thì có thể nhấc máy lên gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại 0354318894 hoặc 0347799248. Và địa chỉ của cơ sở thì ở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vâng, bây giờ sẵn một kho lục bình xà cừ luôn cho quý vị ở gần thì có thể là đến tham quan trực tiếp và mua trực tiếp tại cửa hàng và cũng là tại xưởng. Và cũng xin được báo giá cho đôi lục bình trên đây, chiều cao 1m6, đường kính 43, đục từ quý, phun sơn BU theo màu yêu cầu, các loại màu, có giá là 11.500.000 đồng. Và bên cơ sở là bao gồm miễn phí vận chuyển 100 km quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam và giao tận nhà mọi người. Vâng ạ, giao tận nhà, hàng cực kỳ đẹp, phun sơn thì phun sơn theo mọi yêu cầu. Vâng ạ. Và trên đây thì cũng xin được kết thúc video và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và xin chào.